Anh Thư xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là dự báo thời tiết tại Lâm Đồng cho đêm nay ngày mai, 29 tháng 5. Thưa quý vị, qua theo dõi trên ảnh radar thời tiết, ảnh mây vệ tinh, những vùng mây dông đang phát triển trên khu vực thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc và các huyện Lạc Dương, Đam Rông, Di Linh, Bảo Lâm, Đà Oai. Hiện tại đến những giờ tới, những vùng mây này sẽ gây mưa rào và dông cho khu vực nói trên, sau đó có thể lan sang khu vực huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Đạ Tẻ và Cát Tiên. Cần đề phòng mưa lớn cục bộ kèm theo mưa đá, tố lốc sét và gió giật mạnh. Và trong 24 giờ tới, thời tiết trong tỉnh Lâm Đồng sẽ có khả năng như sau. Khu vực phía bắc của tỉnh bao gồm thành phố Đà Lạt, Lạc Dương và Đam Rông. Nhiệt độ tại đây dao động trong khoảng từ 16 đến 25 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%. Thời tiết tại khu vực này nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày nắng gián đoạn, có mưa nhiều nơi, có nơi có mưa vừa đến mưa to, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Khu vực phía đông của tỉnh bao gồm Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Tại khu vực này, hình thái chủ đạo vẫn duy trì trời nắng vào ban ngày, đêm mưa, chiều tối xuất hiện dông. Nhiệt độ tại đây dao động trong khoảng từ 19 đến 29 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%. Khu vực phía nam của tỉnh bao gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Nhiệt độ tại đây dao động trong khoảng từ 20 đến 30 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%. Thời tiết tại khu vực phía nam, trời nắng vào ban ngày, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3. Khu vực phía tây nam của tỉnh bao gồm Đạ Oai, Đạ Tẻ và Cát Tiên. Khu vực này trời nắng gián đoạn, lưu ý sẽ có mưa về chiều và tối. Nhiệt độ có giảm tại đây, trong mức từ 23 đến 33 độ, độ ẩm trung bình từ 83 đến 88%. Thưa quý vị, phổi là một bộ phận quan trọng trong cơ thể, giữ vai trò trao đổi khí, giúp cơ thể hấp thụ khí oxy, loại bỏ khí carbonic. Giữ một lá phổi khỏe mạnh là giúp bảo vệ cơ thể tránh những vấn đề sức khỏe, hô hấp và bệnh lý nghiêm trọng như hen suyễn, viêm phổi, xơ nang phổi, v.v. Cụ thể hơn về thông tin này, mời quý vị cùng theo dõi chương trình Sức khỏe cho mọi người được phát sóng vào lúc 18 giờ 30 phút ngày mai trên sóng LTV. Còn bây giờ như thường lệ sẽ là dự báo thời tiết cho những thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và bảng nhiệt độ các tỉnh thành trong cả nước. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.